hay gần nhau, cùng xã với nhau. Thế nhưng mà hôm nay mới được gặp nhau. Xin chào mọi người. Đây là một làng quê khá là yên bình các bạn ơi. Xin chào các bạn. Hôm nay chị em mình sẽ đi xuống thăm một chị bạn đồng hương nha các bạn. Cái vùng quê nhưng mà cũng chưa có địa chỉ luôn ý. Mẹ đang ngồi chờ địa chỉ. Đang ngồi chờ địa chỉ. Nam ơi, Patrick. Nam kìa, xin chào, con là Patrick Nam. Đó, hôm nay mình sẽ đi đi xe với chị Vân nhé. Chưa đi qua các cái cánh đồng hoa cả cả đẹp lắm. Trên đường đi đến mà đẹp như này, về một cái làng quê đây, là một cái làng quê thôi nhưng mà nhìn cảnh đẹp thế. Wow, nhà thờ đẹp, nhà thờ đẹp chưa nhỉ? Chị Hiền xinh gái quê mình đây. Hey, xin chào ha. Đấy. Con gái. Em ơi. Xin chào. Con xin chào. Chào đi cô quay video để gửi cho bà nội bà ngoại xem nhá. Cho chị gái xem. Xin chào. Con chị Trang. Con tên gì? Con chị Sĩ. Đây là con Châu. Đây là con Châu. Con Châu. Con Châu. Con tên là gì? Con tên là gì nhỉ? Con tên Nana. Con Nana. Ủa trời ơi. Yêu chưa Nana xinh. Nana xinh. Nana có đi chơi với cô Nga không? Mấy năm rồi sao bên đây không gặp được người quen hôm nhá. Hôm nay mình gặp được hôm nay gặp chị Hiền. Vui quá. Nana xinh. Đây là một làng quê khá là yên bình các bạn ơi. Cái chỗ của chị Hiền ở đây thì cũng cách mình khoảng 20 phút lái xe các bạn nhé. Giao thông đi lại thì cũng khá là thuận tiện. Cả nhà ơi. Xin chào. Đây. Xin chào cả nhà. Chị Hiền nha. Ở rất gần nhà mình luôn. Có rất nhiều bạn biết chị Hiền đấy. Hai chị em nhau. Ngay gần nhau, cùng xã với nhau. Thế nhưng mà hôm nay mới được gặp nhau. Xin chào mọi người. Giờ chị em mình sẽ đi quanh làng đây nhá. Để đi xem có cái gì nó đẹp đẹp để quay cho các bạn xem nhé. Nào chúng mình đi chơi nhá. Đi ra khu bể bơi ở quanh khu vực này các bạn nhé. Nào, let's go. Ôi trời ơi, mình rất thích quay bạn Nana xinh nhá. Yêu nhỉ. Patrick. Đây là bến xe buýt của làng đúng không? Vâng, đúng rồi. Đây là điểm
là mình là ở trong trung tâm của cái làng ấy luôn nhỉ? Làng em ít ra lắm. Làng em có mấy trăm dân thôi. Chị nhìn thấy kia còn có trạm cứu hỏa kìa. Vâng, đúng rồi. Con gái ơi. Hát chị. Đi đây con. Come on, come on. Em đi theo, con đi chậm chậm thôi để cho em đi theo với. Nana Singh. Sao xuống đây bơi? Nhanh lắm. Come on, come on. Mình sẽ đi đến cái bể bơi ở cái làng chỗ chị Hiền nha các bạn nhé. Ở đây có rất là nhiều người, người ta đang tắm ở đây nha các bạn. Mua vé. Ở đây không phải cổng vào đâu, cổng vào bên kia cơ. Xinh gái thế nhờ. Suốt ngày thích khen xinh thôi. Nana xinh.
thật mà, yêu mà. Mọi người tắm á, đây rất là nhiều các bạn ơi. Khá là rộng đấy. Thế nhỉ? Lần này tiếc quá không mang đồ bơi đi các bạn ạ, nên là không vào đây tắm được. Hẹn các bạn lần sau mang đồ bơi xong rồi đi vào tắm nhé các bạn nhé. Nana ơi, Nana xinh quá, Nana xinh quá. Nana ơi, cô gửi hình về cho bà ngoại với bà nội xem nhá. À, gửi về cho chị Ốc nữa này. Chị Ốc ơi. Chị Ốc ơi. Chị Ốc ơi. Chị Ốc. Đang ở bên Việt Nam, đúng rồi. Xinh quá, hai mẹ con Nana lại xinh như thế này nhỉ. Patrico. Lát nữa chúng ta sẽ ra cái khu nhà thờ bên kia là cách đây khoảng chắc phải 5-6 cây số. Cái đường mà chúng ta đã đi về đây. Thôi xa quá. Chúng ta chỉ đi gần đây thôi, có được không? Đây có sân bóng này các bạn ơi. Sân bóng này kiểu như kiểu là của làng ấy. Thích nhở? Ô nó khá là rộng đấy nhá. Ô ở đây nếu thế như vậy là khá là đầy đủ đấy. Bể bơi này, sân bóng đồ này, thích lắm. Xung quanh đây đều là trên nhà họ trên các cái đồi này các bạn. Đấy. Đẹp lắm. Chắc mình về đây mình mai mốt chuyển khẩu xuống đây luôn. Về đây sống cho bình yên.